Ngày 9 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Phan Công Khanh hay còn gọi là Khanh Super, 29 tuổi, quê Bến Tre để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phan Công Khanh bị công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ để điều tra, xác minh theo đơn tố giác tội phạm vì lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong quá trình mua bán siêu xe. Khanh được nhiều người biết đến là tay buôn siêu xe có tiếng ở Việt Nam từ nhiều năm nay và là người được giới bóng chuyền phủi đặt biệt danh vua bóng chuyền phủi. Khanh cũng là chủ showroom K Super chuyên mua bán siêu xe trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Người này thường xuyên đăng tải lên mạng xã hội hình ảnh chụp cùng những mẫu xe đắt đỏ như Rolls-Royce, McLaren, Lamborghini, Ferrari, Porsche, G63 để thỏa mãn sở thích cá nhân và phục vụ cho công việc buôn siêu xe. Năm 2017, Phan Công Khanh chính thức bước vào mảng kinh doanh siêu xe.